Xin chào mừng toàn thể anh chị trên khắp mọi miền tổ quốc lại quay trở lại với kênh YouTube của em Ngọc Huy AutoCar tại Salon ô tô Ngọc Huy, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, anh chị. Và ngày hôm nay mùng 7 tháng 12 2019 em xin gửi đến anh chị và trình làng anh chị một mẫu wake cup bán tải nhập nguyên chiếc tại thị trường Thái Lan về Việt Nam. Có thể nói là anh chị đặt tên cho một cái tên rất là thân thương cho chiếc xe này, ông Hoàng bán tải thị trường Việt Nam, vua bán tải. Chiếc Ford Ranger XLT anh chị, phiên bản số sàn hai cầu nha anh chị nhé. Và đây là toàn bộ chi tiết phong dáng của chiếc XLT 2016. Và mức giá bán của chiếc xe này tại cửa hàng bên em xin gửi đến anh chị trong tháng 12 cũng như là giá xe tại năm 2020 là 580 triệu cho chiếc XLT. Thì một chiếc xe này có thể nói là nhìn bên ngoài thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Khá là đơn giản. Và cũng không khác gì bản XLS một cầu một chút xíu nào. Nhưng mà so sánh với bản XLS thì chiếc xe này khác ở phần cục đèn, thưa anh chị. Khác ở phần cục đèn, bi cầu đúng không ạ? Hai bi cầu rất là ok luôn. Phần đèn sương mù đang còn rất là sáng luôn nè. Đó, mặt ga lăng được mạ chrome trên này, đang còn rất là bóng đúng không ạ? Cặp đèn xenon chưa bị ố đúng không ạ? Chưa bị ố gì hết luôn. Cạn độ hở rất là ok. Và chiếc xe này cũng em có thể cam kết cho anh chị là không cấn đụng tai nạn gì hết. Điều đó là điều chắc chắn tại cửa hàng bên em rồi. Và phiên bản XLT này so với phiên bản XLS thì hiện đại hơn nhiều. Hiện đại hơn nhiều. Thì về phần nội thất của chiếc xe này thì được người sử dụng là chùm một bộ da lên trên bộ ghế nị rồi đúng không ạ? Ổ khóa thì đang còn 7 màu anh chị nhé. Riêng khóa là còn 7 màu hết. Và mức giá bán em nghĩ đang rất là hợp lý trong dịp cuối năm nay 2019, dịp cuối năm nay thì cho chiếc xe này em nghĩ là khá là ok luôn. Và chiếc xe này không một lỗi lầm gì hết anh chị. Không một lỗi lầm gì hết. Và bây giờ mình sẽ coi xem coi option của chiếc xe này sẽ bao gồm những gì. Đúng không ạ? So với phiên bản XLS một cầu thì chiếc xe này nhịn hơn rất là nhiều. Vô lăng sử dụng cho wheel track và beatable được sử dụng thích hợp trên cái vô lăng này luôn. Đó, có hệ thống cruise control. Cũng như thích hợp giọng nói, tăng chỉnh âm lượng rồi những thứ thích hợp trên màn hình. Đây là một cái màn hình rin của xe Ford XLT anh chị. Và người sử dụng lên trên này một cái màn hình có thể nói là sử dụng cho camera dê. Và ở bên dưới chiếc xe này có thể là kết hợp nghe cổng AU, hoặc là anh chị nào thích mình có thể là mình chuyển đây thành một cái màn hình. Chuyển đây thành một cái màn hình rất là lớn ở trên này. Đó. Và phiên bản này so với một cầu thì phiên bản này có nhiều đồ chơi hơn rất là nhiều thưa anh chị. So với một cầu thì mình sẽ có kính gập điện nè. Đúng không ạ? Kính gập điện, mở điện. Phần lock và mở lock cho hai cánh cửa đằng trước nè. Đúng không ạ? Và XLT thì cũng chỉ có hai túi khí thôi chứ không có nhiều. Và chiếc xe này về đến cửa hàng bên em thưa anh chị là mình đã sử dụng được 76.971 cây thì em xin gửi bấm lại chiếc xe là 68.000 đây. Tại vì còn cũng có mấy chục cây số nó là tròn 68.000 rồi. Đó, tròn 68.000. Về hệ thống đèn thì ở đây gần giống như WheelTrack. Đó, WheelTrack thì sẽ có thêm một cái nút nhỏ ở đây nữa. Còn xe này thì sẽ không có. Đó, tăng giảm độ sáng màn hình tắp lô nè. Đúng không ạ? Bật đèn thùng nè. Đó, đèn thùng ở đây. Và bật đèn bên này. Đó, auto nè. Còn đèn cản sẽ nằm ở đây. Đây là nút đèn cản nha. Mọi thiết bị trên xe này thì có thể nói là rất là tuyệt vời. Và phần máy cách âm thì không biết thế nào ạ. Phần máy cách âm thì em chắc chắn là sẽ nhịn hơn XLS rất là nhiều.
Rồi bây giờ em sẽ toàn bộ hệ thống đèn không có gì bị mất đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ để nổ máy. Là ngọt ngào đúng không ạ? Rất là ngọt ngào luôn. Xe không có một xíu lỗi gì hết luôn. Rất là ok. À, trạng thái đèn đang bật đồng minh. Sáng giờ cũng chưa ai đụng vào chiếc xe cho nên cái nước không lên. Còn về phần vô lăng của chiếc 4XLT này thì em nói cực kỳ nhẹ nhàng, tại vì chiếc xe đã đưa qua hệ thống vô lăng trợ lực điện cho nên nó rất là nhẹ. Đó. Động cơ 2.2 6 số đúng không ạ? Hai cầu. Hai cầu. Có bi sai, có khóa cầu sau. Rất là ok luôn. Và trên xe thì anh chị cũng đã thấy rồi, không ồn. Đó, phiên bản này rất là tuyệt vời. So với dòng một cầu thì chiếc xe này tuyệt vời hơn nhiều. Mà bây giờ một cầu thì cũng đã nằm đâu đó 520. 520 triệu, xe 66 thì cũng 549. Ôi đời. Dạ. Nhưng mà phiên bản hai cầu thì em xin gửi anh chị mức giá bán cho chiếc XLT này là 580 cho chiếc XLT này nha. Đó. Tại vì xe em mới chạy có 60 mấy ngàn cây số thôi. 68 ngàn. Về phần trụ cũng như phần ron, anh chị có thể thấy cho em là bấm nào ra bấm đó luôn nha. Đó. Bấm nào ra bấm đó luôn. Đó. Đó là điều chắc chắn. Và chiếc xe này thì dàn đồng mê ly. Đó. Tiết kiệm nhiên liệu. Rồi chắc chắn chở được đồ cũng rất là khỏe luôn. Đó, ổ khóa đang còn tẩy màu. Phần viền bên tài rất là ok, đúng không ạ? Dưới học tài ngó lên thì có thể nói là nó sẽ đẹp tuyệt vời rồi. Đó. Không có gì để bàn cãi đâu, đúng không ạ? Có gì bàn cãi. Keo chì thì còn nguyên chiếc nha, nguyên con luôn. Ổ khóa, mọi thứ rất là tuyệt vời. Đóng cửa rất là nhẹ. Keo chì chiếc xe còn nguyên con nha anh chị. Cũng như là bộ thảm, thảm này đang còn. Đúng không ạ? Mâm, anh chị vừa sẽ quay về mâm. Mâm này rất là chắc chắn. Đó, không bị xước nhiều. Có nhưng mà không bị xước nhiều. Một bước. Đầu rất là hầm hố rồi đúng không ạ? Riêng về phần đầu xe rất là hầm hố rồi. Rồi em chị thấy chưa, dàn mâm dàn đồng lồng dè đồ rất là chắc chắn đúng không ạ? Tích hợp cả xi nhan trên gương gập điện cũng như là chỉnh điện phần cửa bên phụ. Về phần keo chì thì chắc chắn với anh chị là nguyên chiếc rồi. Phần bên trong này sử dụng nỉ đang rất là đẹp cũng như là tóc bi rất là đẹp đúng không ạ? Phiên bản backup này được nhập tại Thái Lan. Khóa đang còn chấm sơn chưa rớt cửa. Và nội thất được cái là XLT cũng khá là rộng rãi. Đó. XLT cũng khá là rộng rãi. Và cho dòng xe này thì đặc biệt ở chỗ là cầu điện rất là nhẹ nhàng anh chị này. Em đã gài hai cầu nè, bật bi sai nè. Đó. Khóa hệ thống cầu sau nè. Đó. Rồi em trả về trả cầu về nè. Rất là nhẹ nhàng cực kỳ anh chị. Về hộc cốp này rất là sạch. Trần sử dụng trần nỉ sạch sẽ. Có tích hợp camera ở đằng sau thì mình sẽ test cái cam sau nha anh chị nha. Về phần vỏ thì vỏ còn đâu đó khoảng 70%, 60-70%. Cụm đèn sau đang rất là đẹp. Dòng chữ XLT cũng như là mặt Ford
của phần cốp sau rất là ok luôn, đúng không ạ? Giờ nắp cốp thì rất là nhẹ nhàng nha anh chị, rất là nhẹ luôn, rất là ok đúng không ạ? Phần thùng thì đang rất là chắc chắn, cũng như là những phần khóa khít là nghiêm chỉnh hết cho anh chị này. Nghiêm chỉnh đúng không ạ? Và đóng thì cũng rất là nhẹ nhàng đó, phần dục đóng rất là nhẹ luôn. Phần trên này cũng vậy, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Đằng sau này mình sẽ có 4 con, bên này 2 con cảm biến khi lùi xe, và máy bên này có 2 con đúng không ạ? Và người sử dụng trước cũng đã lên cho mình được một cái camera dùng để gear rồi, camera gear nằm đây. Đây anh chị. Còn về phần gầm, đúng không? Gầm riết là cực kỳ pin luôn, cực kỳ pin luôn nha anh chị, rất là đẹp luôn. Nói chung về phần gầm thì không thể nào chê được. Về phần trần, em sẽ coi phần trần cho anh chị. Trần xe đây đó. Vân nào ra vân đó, nét căng luôn. Độ hở này nào kia cũng như là khóa sau còn màu, đúng không ạ? Cửa đóng vẫn kêu 2 tiếng bình thường. Em sẽ mở nắp cabo lên. Đây rồi. Trái tim của em nó đây. Sử dụng động cơ turbo 2.2. Rất là êm, đúng không ạ? Rất là êm luôn. Hệ thống ABS, đúng không ạ? Hệ thống ABS nước nít và nghiêm chỉnh. Giờ mình sẽ coi về cục đèn. Cục đèn chưa phục hồi. Đó, dằn đồ đinh hết, đúng không ạ? Bóng đèn vẫn là bóng đèn rinh đó, rất là ok luôn. Đây em tiếc là còn nguyên bình một điện, hệ thống ABS đây, còn ABS đây đó. ABS hệ thống thắng, máy nổ rất là êm rồi, không lung lay máy một chút nào hết. Còn cam kết cho anh chị là máy đẹp, chắc chắn không đổ hơn. Còn keo chỉ của phần nắp cabo thì anh chị có thể thấy cho em còn nguyên, nguyên nắp cabo luôn. Đó, ron đầu, đúng không ạ? Các mối bấm trên bo. Còn chuyện dơ thì tùy vào người sử dụng như thế này và môi trường sử dụng ở đâu, đúng không ạ? Ô ê, cặp gió đây, sử dụng 2 tỷ đỏ và máy thì cực kỳ êm, đúng không ạ? Đóng nhẹ nhàng, thưa anh chị. Và ngày hôm nay mùng 7 tháng 12 2019, em xin gửi đến anh chị chiếc xe bán tải, vua bán tải của thị trường Việt, đúng không ạ? Nếu mà nói về độ giữ giá và phục tùng thì Toyota Hilux thì chắc em nghĩ là sẽ thuộc dòng xe ăn chắc mặt bền rồi. Nhưng mà hầm hố hơn một chút xíu, tiện nghi hơn một chút xíu, option cao hơn một tí thì em nghĩ đây là một chiếc xe có thể nói là để cho anh chị lựa chọn. Và rất là nhiều anh chị tin tưởng vào dòng Ford bán tải này. Và nếu anh chị nào thích chiếc Ford Ranger phiên bản XLT 2 cầu, số sàn động cơ 2.2 này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, hoặc có thể coi xe trực tiếp tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với mức giá bán 580 triệu cho anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng Auto Ngọc Huy trong suốt thời gian vừa rồi.
Thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô tô Ngọc Huy, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, mua được chiếc xe mà mình mong muốn nhất. Và hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những chiếc xe mới nhất tại cửa hàng bên em, cũng như là giá xe tại thị trường Tây Nguyên, trên giá xe đẹp chuẩn, không cấn đụng tai nạn thưa anh chị. Giá xe đẹp chuẩn, không lỗi. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.